Bài này sẽ cực kỳ tác động vào cái phần định mông của mọi người luôn. Các bạn chắc chắn sẽ thay đổi được body rất là nhiều chỉ sau một tháng thôi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh vlog của Coach Sky. Và tuần này Sky sẽ cho ra một tập vlog rất là đặc biệt, đó chính là chế độ tập cho người skinny fat. Và nếu như các bạn chưa biết bạn người skinny fat là gì thì hãy mau mau xem hết hai cái tập vlog này nha. Sky nói rất là kỹ về chế độ ăn và chế độ tập luôn. Ok, dụng cụ hôm nay đơn giản lắm, chỉ cần một cái chiếc tạ đơn cho Sky thôi. Lịch tập chúng ta sẽ kéo dài 4 tuần nha. Và chúng ta sẽ tăng tiến số reps theo từng tuần để mà cơ thể của các bạn có thể tăng cường độ tập, giúp cho chúng ta đốt mỡ và tăng cơ nhanh hơn nha. Các bạn có thể tập ở nhà và tập ở gym đều được. Và ok, hôm nay chúng ta sẽ tập phần lower body, mông đùi. Hãy cùng bắt đầu với Coach Sky ngay nào. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bài đầu tiên thì các bạn hãy lấy một cái chiếc tạ đơn lên. Chúng ta sẽ tập squat nha. Một bài squat cực kỳ cơ bản luôn nha. Bạn nào có tạ đơn nặng thì các bạn cứ dùng cho Sky nha. Các bạn cứ tăng tiến mức tạ theo từng tuần cho Sky là được. Rồi, lúc xuống các bạn nhớ mở hai đầu gối ra cho Sky và đẩy cái hông đi xuống cho Sky. Đó, thấy nguyên cái phần hông của Sky không? Gồm cả đùi, mông, lẫn đầu gối, nó đi theo một cái đường rất là đẹp luôn. Đó, các bạn chú ý nha, lúc lên chúng ta sẽ gồng chặt mông và lúc xuống chúng ta sẽ xuống thật là chậm nha. Lúc lên chúng ta phải gồng chặt mông vô, hít một hơi sâu, xuống gồng hơi bụng ha. Lúc lên chúng ta thở ra. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tập đó chính là lateral lunge. Bài tập này thì nó sẽ tác động rất là nhiều vào phần mông và cái phần má ngoài á, cái phần đùi của các bạn á. Bài này thì các bạn lưu ý nè, không đẩy đầu gối lên về trước quá nhiều nha. Các bạn hãy chú ý cái đầu gối cho Sky. Rồi các bạn ráng này đi xuống nè, căng cái phần mông ra, gồng chặt mông lúc đi lên cho Sky. Và lúc lên thật là chậm thôi nha. Hãy hít sâu, đi xuống lên thì thở ra cho Sky. Đó, bài này mỗi bên chúng ta làm 12 reps nha, cho nên là các bạn phải làm 24 cái lần đó. Tốt lắm mọi người ơi. Lúc mà xuống á, các bạn xuống thật là chậm nha. Đầu gối các bạn có thể đẩy về trước nhưng mà đừng có quá nhiều. Rồi, hạ nhẹ nhẹ thôi. Khi mà các bạn hạ cái chân còn lại á, các bạn sẽ duỗi thẳng ra cho Sky nha. Gồng chặt cái phần mông vô. Tốt. Wow. Cái nữa nè, cái nữa. Ok. 12 cái rồi mọi người ơi, mọi người đã đủ mỏi chứ nào. Tốt luôn nha, bài này tác động vào mông cực kỳ nhiều luôn. Rất là phù hợp cho bạn nào mà đang muốn tăng cơ mông mà mông hơi xệ xệ tí xíu đó. Split squat, bài tập này cũng rất là thử thách cho những cái bạn nào mà muốn vô cả đùi lẫn mông nha. Ok, các bạn sẽ bắt đầu là đưa một chân xuống đồng thời nè. Đưa người xuống, vuông góc. Đó, rồi lúc lên các bạn hãy gồng chặt và mông đùi cho Sky. Đó, hít một hơi sau, đi xuống, gồng chặt bụng lúc lên, gồng mông và đùi luôn. Đó, các bạn hãy tập thật là chậm cho Sky nha. Trời ơi mọi người ơi, Sky rất là thích khi mà lắp cái gương ở phòng mà. Nhìn tự tự như là có hai Sky đang dạy cho mọi người đúng không? Mọi người có thể nhìn được nhiều góc khác nhau, rất là tốt luôn. Rồi, tiếp tục cho Sky nè. Đổi bên nha. Ok la, xuống. Thật là chậm thôi. Giỏi, 1, 2. Lúc lên gồng chặt mông cho Sky nha. Những bạn nào mà skinny fat thì các bạn phải chú ý tập cả phần thân trên lẫn thân dưới. Bởi vì sao? Bởi vì thân dưới tập á, là các bạn vừa tăng cơ được nè, mà vừa tăng được cái hiệu quả đốt mỡ, nhất là mỡ bụng đó mọi người ơi. Những cái bạn nào mà đang có mỡ lụn bụng, ví dụ như Sky, Sky cũng thừa nhận với các bạn là Sky cũng ăn rất là không kỹ sau cái mùa Tết, thì nên là Sky phải cố gắng, Sky cũng phải giảm cái bụng của mình nữa. Ok, mông của các bạn đã mỏi chưa nào? Chúng ta sẽ qua top squat nha. Bài tập này thì khá là đơn giản và vui nữa. Các bạn sẽ squat một cái, xong rồi các bạn sẽ lấy tạ lên, xong rồi hiệp thứ sau thì các bạn sẽ hạ tạ xuống. Bài tập này thì các bạn có thể tập nặng hơn để tí xíu ha. Mở hai đầu gối ra hai bên, hai chân rộng hơn giống như cái bài sumo á mọi người. Rồi, gồng. Đó. Bây giờ nha, lúc lên thì các bạn hãy ráng siết cái chặt cái mông vô cho Sky. Siết chặt mông vô nè. Yes, đúng rồi, siết chặt mông vô. Cảm nhận cái phần mông hoạt động rất là nhiều trong bài này luôn. Nhớ là mở hai đầu gối ra cho Sky nha. Có bạn nào thích bài này không? Sky cực kỳ thích luôn nha. Sky có thể tập 20 cái luôn đó. Bây giờ thì bài tập của mình có 12 reps thôi. Hay lắm mọi người ơi, chúng ta sẽ đổi bài tiếp theo nha. Bài này thì tương tự như bài số 2, nhưng mà chúng ta sẽ bước qua bước lại ha, tăng cái nhịp tim của mình lên. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu bước nè. Đưa mông về phía sau và cảm nhận nguyên cái phần mông hoạt động nha mọi người ơi. Các bạn hãy ráng cho Sky là lúc xuống đó, các bạn nhớ giữ lưng thẳng nha, đừng có cong lưng nhiều quá.
Gòn, Sky chắc chắn rằng rất là nhiều bạn không thích bài tập này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang tập mỗi bên, đúng không? Tập mỗi bên là phải tập double lên chứ không phải là tập anh gian như là tập một bên được ha. Nhưng mà các bạn cố lên nha, bởi vì những cái bài tập này sẽ giúp cho các bạn tăng cơ và đốt mỡ cùng một lúc nè. Rất là phù hợp với những cái tạng người skinny fat luôn. Rồi, hít một hơi sâu đi xuống. Nhớ luôn luôn nhớ cho Sky nha. Hít một hơi sâu, gồng chặt bụng. Cơ kho rất quan trọng để mà giữ cái sự ổn định cho cơ thể của bạn, cũng như là tập mà không bị đau lưng nha. Bạn nào mà đang bị đau lưng á thì chú ý lại coi cái lưng nó có thẳng chưa nè. Và chúng ta đã hít một hơi sâu, gồng chặt bụng và lúc lên thở ra chưa? Giỏi lắm mọi người ơi. Các bạn hãy ráng tập chậm, từ từ nha. Không cần nhanh ở bài tập này. Tốt lắm, còn hai cái cuối cùng thôi. Cố lên nào. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường đó mọi người ơi. Mà mới có rep à. Thật sự nha, các bạn phải tập 2 rep cho Sky nữa. Làm bài tập này ha, các bạn tập cả tiếng đồng hồ đó. Hãy kết hợp thêm âm nhạc và nghe nha. Chúng ta sẽ qua bài tiếp theo là lunge. Bài này thì các bạn sẽ lùi một chân xuống cho Sky. Giỏi luôn. Lùi một chân xuống nè, người hơi đổ về trước. Các bạn sẽ cảm nhận vào mông cực kỳ nhiều luôn nha mọi người ơi. Vào mông cực kỳ nhiều, cực kỳ đã luôn. Các bạn nào đang phê chưa nè? Các bạn nào đang kêu là trời ơi Sky ơi, mỏi quá Sky ơi, không thể nào mà theo hết được. Cố lên nha. Những cái bài tập này các bạn có thể tập body weight cũng được, là không cần tạ nha. Bởi vì khi mà cầm tạ ở bài này á, các bạn phải tập liên tục và rất là siêng luôn. Cực kỳ mệt nha mọi người ơi. Nhưng mà những cái bài lunge với squat này sẽ giúp cho các bạn đốt mỡ rất là nhiều luôn và tăng cơ nữa. Những cái bạn skinny fat á, thường Sky thấy là các bạn phần mông các bạn hơi bị thiếu, kiểu như là không có cơ mông nhiều và đùi vẫn xưa chưa săn chắc, cho nên là chúng ta cũng nên tập những cái bài thân dưới nhiều vào nha mọi người ơi. Thì trong lịch tập của Sky thì Sky sẽ xếp một ngày thân dưới, nhưng mà các bạn sẽ tập liên tục trong vòng 4 tuần là đảm bảo cái mông của mình là lên chà bá lửa luôn á. Ok, chúng ta sẽ qua bài tiếp theo là squat, và chúng ta sẽ hơi nhón gót tí xíu cho Sky nha. Các bạn cảm nhận cho Sky nè. Lúc xuống á, mở hai đầu gối ra cho Sky. Đó, lên gồng mông vô. Bài này sẽ cực kỳ tác động vào cái phần đỉnh mông của mọi người luôn. Mọi người phải giữ được cái thăng bằng cho Sky nha. Nếu như các bạn không giữ được thăng bằng không sao hết, các bạn hãy kê hai cái miếng tạ đằng sau gót cho Sky. Đừng có đi giày cao gót nha mấy bà. Đừng đi giày cao gót nha. Nhón gót lên cho Sky và đi xuống. Lên gồng chặt mông đi lên cho Sky. Tốt lắm mọi người ơi. Yeah. Uống miếng nước đi, xong rồi pause cái clip này lại đi. Chúng ta sẽ qua bài tiếp theo là jumping jack. Jumping jack, bài này có quen không? Oh sorry, jump squat. Sorry mọi người ơi, Sky bị liệu rồi. Hôm qua tập jumping jack đúng không? Rồi, với jump squat thì các bạn chú ý là mở hai đầu gối ra ha. Lúc lên thì các bạn hãy ráng bật người lên cao và cảm nhận cơ mông hoạt động nha. Cực kỳ bùng cháy luôn đó mọi người ơi. Tốt không? Ráng lên. Mọi người rất là tốt luôn. Mọi người ráng tập theo Sky nha. Tuyệt vời. Đây là những cái bài cardio cuối buổi rồi, nó sẽ giúp cho các bạn đốt mỡ nhiều hơn. Ok, bài tập tiếp theo, hai cái knee. Đây là bài cuối cùng rồi đó. Hai knee thì các bạn sẽ ráng làm sao đi sang mỗi bên cho Sky nha. Ok, go. Rồi, ráng nâng cao đầu gối lên cho Sky và cảm nhận cơ hoạt động rất là nhiều luôn. Wow, nhịp tim của bạn tăng lên chưa? Yeah. Đẩy lên, nâng cao đầu gối lên cho Sky. Tốt lắm mọi người ơi. Có bạn nào mà đang thấm mệt, đang đổ mồ hôi chưa nè? Ok, xong rồi mọi người ơi, mọi người thật là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cool and chill, giãn cơ ra cho Sky nha. Sky biết là khi mà các bạn tập mông đùi xong á, thì chúng ta thường khá là mỏi và mỏi nhiều hơn phần thân trên nữa, cho nên là Sky sẽ có một cái phần giãn cơ cho mọi người. Hãy cố gắng giãn thật dài cái phần chân còn lại ra cho Sky nha. Chúng ta sẽ giãn hết được cái phần đùi, phần mông luôn đó. Ok, bây giờ là một bài yêu thích của Sky nè. Các bạn ráng là đặt cái mông chạm vào thảm nó sẽ tốt hơn, thì nguyên cái phần cơ mông, phần dưới nó sẽ được giãn ra rất là nhiều luôn. Đúng rồi, mở hai đầu gối ra cho Sky nha. Yes. Các bạn ráng tập siêng nha. Một tuần chúng ta tập 3 buổi thôi. 3 buổi trong cái series tập với cho người skinny fat thôi, là các bạn chắc chắn sẽ thay đổi được body rất là nhiều chỉ sau 1 tháng thôi. Cho nên là cố lên nha mọi người ơi. Sky sẽ luôn luôn bên cạnh mọi người. Ok, các bạn hãy giãn cơ ra thật là kỹ nha.
Tốt lắm mọi người ơi. Và Sky hy vọng rằng mọi người kết hợp cả chế độ ăn để mà cái buổi tập của mình đạt được hiệu quả nha. Sky cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người ở buổi cuối cùng, buổi thứ 3. Chúng ta sẽ tập full body nha. Và ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái tập vlog tiếp theo nha. Hung mọi người nhiều. Cảm ơn. Bye.